Tiếp theo chương trình là tin tài liệu về dịch Corona. Nhìn lại cúm Tây Ban Nha với Minh Thủy. Từ dịch Corona nhìn lại cúm Tây Ban Nha, tin tài liệu do Nguyễn Ngọc Chính biên soạn. Spanish Flu bộc phát từ tháng Giêng năm 1918, kéo dài đến tháng 12 năm 1920, nên còn được gọi là Spanish Flu 1918. Vào thời điểm đó thì chế độ kiểm soát thời chiến vẫn còn đang hiệu lực, nên những tin tức về bệnh dịch xảy ra tại Pháp, Đức, Anh, Hoa Kỳ và các nước khác rất hạn chế. Có thể nói là bí mật quân sự là một trong những nguyên nhân khiến cho bệnh dịch cúm thường bị bưng bít, khiến thông tin về cúm chỉ được tiết lộ một cách nhỏ giọt. Điều này đã gây trở ngại lớn cho các nhà khoa học và dịch tễ học trong việc nghiên cứu bệnh dịch. Nhưng tại sao lại có tên là Spanish Flu? Xin được tạm dịch là cúm Tây Ban Nha mà không phải là tên của nước nào khác. Người ta cũng nghi ngờ bệnh dịch xuất phát từ tận Trung Hoa, nhưng dịch cúm cuối cùng lại mang tên là Tây Ban Nha. Cũng chỉ vì vua Afaso thứ 13 của nước này cũng bị mắc bệnh dịch. Thế cho nên, đặt nickname là dịch cúm Tây Ban Nha cho tiện việc sổ sách. Tuy nhiên, cái tên này tạo một điều đáng ghi nhớ sai lầm là xứ sở bò tót chắc bị dịch nặng lắm. Kể ra thì cũng oan cho Tây Ban Nha. Ngày nay chẳng một nước nào muốn dính vào cái tên chết chóc của bệnh dịch, cho nên người Hoa không mấy hài lòng với cái tên Corona Vũ Hán hay là Chinese Virus cho lắm. Cúm Tây Ban Nha có tầm ảnh hưởng lây nhiễm đến khoảng 500 triệu người trên thế giới con số thống kê không chính thức cho thấy từ 50 đến 100 triệu người đã chết vì cúm. Con số này chiếm tới 5% dân số trên thế giới vào thời điểm đó. Thật là khủng khiếp, số tử vong còn cao hơn số người chết vì bom đạn trong Thế chiến thứ nhất từ năm 1914 đến năm 1918 xảy ra trước đó. Cúm giết người một cách nhanh chóng chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Người ta kể lại tại Mỹ, nhiều người thoạt đầu chỉ thấy khó ở, Thế mà sau một đêm thức dậy thấy trong người không được thoải mái và ngay trên đường đi đến sở làm thì họ đã gục ngã. Có nhiều ca người bệnh chết trước khi hiểu được tại sao mình lại phải đột ngột qua đời. Dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 cướp đi sinh mạng gần 700.000 người Mỹ. Trong đó có Frederick Trump là ông nội của đương kim tổng thống Mỹ. Ngày 29 tháng 5 năm 1918, khi đang đi dạo cùng với người con trai, Ông Frederick đột nhiên cảm thấy rất yếu và qua đời ngay hôm sau ở tuổi 49. Trước đó, ngày 28 tháng 9 năm 1918 thì giới chức thành phố Philadelphia cho phép 200.000 người tham gia cuộc diễn hành gây quỹ cho phe đồng minh trong Thế chiến thứ nhất, bất chấp cảnh cáo của cơ quan y tế về một kẻ thù vô hình. Chỉ trong vòng 72 giờ sau cuộc diễn hành thì tất cả các bệnh bệnh tại Philadelphia đều chật kín bệnh nhân bị nhiễm cúm Tây Ban Nha hơn 12.000 người chết trong 6 tuần, tức là cứ 5 phút thì có một người qua đời. 20.000 người Mỹ chết trong vòng 6 tháng vì đại dịch này. Những con số thật là khủng khiếp. 400.000 người thiệt mạng ở Pháp, 300.000 người chết ở Brazil, trong đó có cả tổng thống Rodriguez Elvis, 250.000 người qua đời ở Anh Quốc, 50.000 người chết ở Canada. Tại Ấn Độ, số nạn nhân lên tới 17 triệu người chiếm khoảng 5% dân số. Triệu chứng của cái chết thật là đơn giản nhưng cũng thật là khủng khiếp. Người mắc bệnh cúm chỉ bị sốt và khó thở, thiếu oxy nên khuôn mặt có vẻ nhợt nhạt, nhưng bên trong phổi thì đã bị xuất huyết. Họ còn thường bị chảy máu cam và cảm thấy buồn nôn, khác với vòng virus trước đó. Virus cúm Tây Ban Nha H1N1 tấn công con người thuộc mọi lứa tuổi, có nghĩa là già trẻ lớn bé đều có thể mắc phải và dẫn đến cái chết bất ngờ khi tiếp xúc với xã hội. Cũng chính vì thế, ngày nay đại dịch corona người ta phải áp dụng một trong những cách thiết thực nhất là social distancing, cách ly từng cá nhân với xã hội chung quanh để tránh lây nhiễm và để bảo vệ bản thân trước sự đe dọa của coronavirus. Chúng ta vẫn nuôi hy vọng trong những giờ tuyệt vọng. Hy vọng những tiến bộ của y học sẽ tìm ra một lối thoát trước ngõ cục đang đợi ở phía trước. Phàm là người ai chẳng nuôi hy vọng. Một thế kỷ trước, cúm Tây Ban Nha là một bài học xương máu. Bây giờ là thế kỷ thứ 21, bài học đó sẽ giúp cho nhân loại tự tin hơn trong cuộc chiến với dịch bệnh. Kính chúc quý vị VTV sáng nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VTV xin email về vatvnews@gmail.com. Bên phường xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần an lành và hạnh phúc bên người thân và gia đình.